Khi nói đến việc giúp đỡ một nạn nhân bị ngừng tim đột ngột, không phải tất cả các máy khử rung tim tự động bên ngoài, AEG, đều giống nhau. Defi 5 s AEG hỗ trợ những người cứu hộ bằng các hướng dẫn thời gian thực và thân thiện với người dùng. Medic Defi 5 s được các chuyên gia y tế khuyên dùng có nút chế độ dành cho trẻ em để giảm nguồn điện cho trẻ em và ngăn ngừa bỏng cơ tim. Đèn LED chỉ báo giúp làm theo hướng dẫn hồng ngoại để truyền dữ liệu sang máy tính. Hai ngôn ngữ để lựa chọn. Năm mức âm lượng để bạn có thể nghe rõ giọng nói và sử dụng thiết bị ở mọi nơi. Defi 5S có tự kiểm tra hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng để giúp bạn xác định xem AEG đã sẵn sàng để sử dụng hay chưa. Nó đi kèm với một túi đựng AEG cho phép bạn sử dụng thiết bị mà không cần mang ra ngoài. Nó có một ngăn cho bộ sơ cứu và một ngăn an toàn cho ổ cắm điện cực AEG để bảo vệ nó khỏi nước và bụi, cũng như các dấu hiệu phản chiếu để sử dụng vào ban đêm. Phần mềm máy tính DeFi Shop đi kèm với thiết bị hiển thị thông tin trạng thái có thể được truy cập trong quá trình sử dụng DeFi 5S, chẳng hạn như thời gian diễn ra sự kiện, mô tả và điện tâm đồ của bệnh nhân, ngôn ngữ của lời nhắc và âm lượng cũng có thể được thay đổi thông qua phần mềm máy tính hãy để chúng tôi xem xét AEG DeFi 5S. Cổng giao tiếp, cổng hồng ngoại để truyền dữ liệu đến PC. Đèn LED báo trạng thái, nó giúp làm theo hướng dẫn. Nút sóc, được nhắc nhấn khi được sạc đầy và nhấp nháy màu đỏ. Loa ngoài, để có lời nhắc hướng dẫn. Nút chế độ, để chọn giải công suất cho chế độ trẻ em hoặc chế độ người lớn. Mang theo tay, để mang theo thoải mái và dễ dàng cầm nắm aeg nút tắt để bật và tắt thiết bị và kết nối aeg với pc ổ cắm điện cực để kết nối các điện cực với aeg hướng dẫn trực quan để hướng dẫn và trợ giúp từng bước vỏ thiết bị cứng có độ bền cao nhẹ và cung cấp độ đàn hồi và khả năng chống chịu nếu ai đó bất tỉnh trước tiên bạn phải kiểm tra xem họ có thở và phản ứng với các kích thích hay không. Noãn hờ ấy không trả lời. Bạn nên gọi ngay cho số của dịch vụ khẩn cấp và cho biết trường hợp và vị trí của hờ ta. Chú ý đến chuyển động của lồng ngực và lắng nghe tiếng thở, sau đó cảm nhận luồng khí thoát ra từ miệng. Kiểm tra mạch của nạn nhân bằng cách đặt ngón trỏ và ngón giữa lên cổ cạnh khí quản hoặc đặt hai ngón tay giữa xương và gân trên động mạch xuyên tâm. Bắt đầu hô hấp nhân tạo càng sớm càng tốt, vì sau 10 phút, tổn thương não là không thể hồi phục và bạn biết rằng việc cứu nạn nhân thực sự nằm trong tay bạn. Phải mất một lúc để máu di chuyển trong quá trình hô hấp nhân tạo. Do đó, việc đặn mạnh và nhanh để tăng áp lực đưa máu lên não là vô cùng quan trọng. Đẩy sâu ít nhất 5 cm để ép tim và cho phép máu chảy ra ngoài áp lực từ 100 đến 120 lần mỗi phút là cần thiết để giữ cho máu lưu thông. Chuẩn bị hai hơi thở để cứu người thường. Giữ nhịp thở đầu tiên trong một giây và quan sát xem lồng ngực có tăng lên không. Thở một hơi thứ hai nếu lồng ngực tăng lên. Nếu lồng ngực không nhô lên, lặp lại động tác nghiêng đầu và nâng cầm, sau đó thở lần thứ hai. Một chu kỳ bao gồm 30 lần ép ngực sau đó là hai chu kỳ thông khí chú ý không hít quá nhiều hơi hoặc thở quá mạnh. Tiếp tục ép ngực để phục hồi lưu lượng máu. 30 lần ép ngực sau đó là hai lần thở máy. Sau khi bật Defi 5 aej nó sẽ bắt đầu nói chuyện bằng cách làm theo lời nhắc bằng giọng nói. Bạn sẽ cần chọn chế độ dành cho người lớn hoặc trẻ em. Bạn sẽ được hướng dẫn đặt miếng đệm lên ngực trần của bệnh nhân như trên tấm nhựa. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn tránh xa bệnh nhân và không chạm vào người đó trong khi Defi 5S phân tích nhịp tim. Cởi quần áo khỏi ngực của bệnh nhân. Mở bao bì của các điện cực. Tháo các điện cực khỏi màn bảo vệ. Nếu nạn nhân là người lớn, đặt điện cực ở ngực trên bên phải và ngực dưới bên trái có hai cách để gắn điện cực trên chiêu nếu cơ thể của trẻ lớn đặt điện cực lên chỗ dành cho người lớn nếu hai điện cực không chạm vào nhau nếu cơ thể trẻ nhỏ đặt một miếng đệm ở giữa ngực và miếng kia ở lưng nếu cơ thể bệnh nhân nhỏ và hai điện cực chạm nhau nếu nhịp như thế này bạn có thể thấy tim không còn bơm máu hiệu quả, đó là một nhịp chết người và phải nhanh chóng dừng lại. Khi máy khử trung tim tự động Defi 5S phân tích nhịp tim và đưa ra kết luận này, nó sẽ nhắc bạn nhấn nút sốc màu đỏ bằng lệnh thoại. Thiết bị Defi 5S gửi một dòng điện qua tim và ngược lại. Mục đích của cú sốc là làm ngừng hoàn toàn nhịp tim không phối hợp trong một thời gian rất ngắn và cho nó cơ hội trở lại bình thường. Cố gắng hết sức và không bỏ cuộc. Máy khử rung tim bên ngoài tự động Defi 5S cho bạn cơ hội cứu sống ai đó. Defi Shop Defi Shop là một phần mềm máy tính hỗ trợ việc nhận dữ liệu được gửi qua tia hồng ngoại đọc các sóng điện tâm độ, cài đặt ngôn ngữ và âm lượng giọng nói của Defi 5S và lưu dữ liệu ghi âm. Nhấn và giữ nút bật tắt sẽ bật cảm biến hồng ngoại. Sau khi chọn ngôn ngữ của Defi Shop, nhập số seri của thiết bị và nhấn và giữ nút bật tắt để kích hoạt hệ thống dữ liệu của Defi Shop. Defi Shop sẽ hiển thị thông tin trạng thái được ghi lại trong quá trình hoạt động của Defi 5S, bao gồm loại Thời gian sự kiện, mô tả và sóng điện tâm đồ. Độ lợi dạng sóng của máy điện tim có thể được đặt thành 5 mm, 10 mm hoặc 20 mm. Tốc độ của dạng sóng có thể được đặt thành 12,5 mm, 25 mm và 50 mm. Bạn cũng có thể in và lưu dữ liệu